nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món tép. Cái món này không biết là mọi người có làm bao giờ không, nhưng mà nhà mình thì hay 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 làm tép rang với thịt băm thì mình đã rang sẵn rồi, mình đây chờ nữa thì mình rang thêm một lúc nữa rồi mình sẽ cho thịt vào đảo lẫn nhé. Con không biết, bố thử hỏi mẹ xem. Mẹ bảo là ở ngoài ấy bố ơi. Cho một chút nước mắm vào nhé, có thơm.
Thank you.